ấy ra đi. Thôi mình ra ngoài. Rồi em cứ ra để kia đi, không phải chị mình. Chị sẽ cho em một chiếc. Chị nào, cho bà chị xin nào. Bà làm gì đấy? Ờ, bà thì trong ngô. Bà ta phim đúng không? Ừ. Nó vừa lại. Mình phát chịu cô mình nữa đi, chịu ăn không? Ừ. Em bé hư trẻ ông. Bận lắm. Bà thì bận lắm. Dân hả? Gọi lúc nào em cũng biết đâu. Thế hỏi người ta trồng xong chưa? Em chỉ thấy dậy về em thấy keo ở đấy thôi. Thích thì lấy, đúng rồi. Có tiền nó không? Thật không phụ thuộc ai là thế. Hôm sáng mai phải trồng keo trước. Chắc là tả đi về. Bên kia à? Ừ thôi. Ê, mức cao bên bờ trên kia nó hết rồi. Ừ. Đâu còn cái đoạn bằng kia mình không trồng keo thì không biết hả? Đủ không hề, nhưng mà cái này đủ trong không hả? Chưa hay là đủ hay kiểu gì? Anh lấy chắc phải 200 cây. Ừ, nhà đoàn.